Hello anh em nhá, chào mừng anh em đã đến với máy công cụ Việt Nam.com. Bên mình thì chuyên về những dòng máy cầm tay của DEWALT, BOSS, Makita và DCA nhé. Địa chỉ bên mình là số 292 đường Kim Giang, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Website là máy công cụ Việt Nam.com. Số di động và có Zalo của mình là 0847 886 000. Thì hôm nay mình xin giới thiệu đến anh em một combo máy pin mà phù hợp với rất nhiều ngành nghề của anh em, ví dụ anh em làm nhôm kính này, anh em làm điện lạnh này, anh em làm nội thất thì dùng cái bộ này theo cái kinh nghiệm của mình ấy, thì sẽ chuẩn nhất đó. Đầu tiên thì sẽ là một con máy bắn vít, bởi vì anh em sẽ bắn vít cực kỳ nhiều. Đây là một dòng máy bắn vít mới nhất và xịn nhất của Makita hiện tại, nó có mã là XDT19 đó. Dòng này thì sẽ có lực xiết là 180 Nm anh em nhé. Và nó cũng là dòng có tốc độ cao nhất của Makita. Nói tóm lại là tất cả những cái công nghệ cao nhất của máy bắn vít Makita hiện tại đều hội tụ trong con này. Đấy. Dưới này anh em sẽ có một bảng chọn 8 chế độ bắn khác nhau. Đấy, 8 chế độ bắn này sẽ có cả những chế độ cho bắn bắn tôn và những chế độ cho bắn gỗ. Nó và cả chế độ tháo ốc nữa cơ. Đấy, nên là con này thì hiện tại là cái dòng bắn vít mà anh em nghề nào làm cũng ok và ngon hết. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ test máy để anh em nghe được tiếng của motor nhá. Đó, tiếng bắn vít của Makita nó rất là êm và nó nhanh. Đấy. Rồi, cái đèn này của nó sẽ tự tắt nhá anh em nhá. Anh em hoàn toàn có thể ấn tắt đèn ở phía dưới này, nó sẽ có nút tắt đèn. Đấy. Rồi, tổng kết lại thì đây là một con bắn vít xịn nhất của Makita hiện tại. Tất cả những cái gì tốt nhất thì đều nằm ở trong máy này hết. Đó. Tiếp theo thì sang máy cắt pin nhá. Dòng này thì có mã là DGA404. Đó. Dòng này thì nó không phải là đời cao nhất. Tuy nhiên thì nó sẽ đáp ứng những cái nhu cầu cơ bản của anh em và nó cũng có giá thành dễ chịu nhất. Như anh em biết thì những dòng máy mài pin của Makita thì nó sẽ phải hơn 3 triệu, hơn 4 triệu, 6 7 triệu một cái thân máy nhá, chưa kể pin sạc này. Nhưng mà dòng này thì hiện tại là mình đang có giá tốt nhất và nó cũng có những cái công nghệ quan trọng nhất của Makita hiện tại, ví dụ như là không chổi than, tự động dừng khi mà quá tải hay là vỡ lưỡi này, tự động giảm tốc độ, tăng tốc độ tùy thuộc vào cái vật liệu cắt cứng hay mềm, nó sẽ tự động nhé, chống nước chống bụi. Đấy, thì những cái công nghệ mà anh em cần thiết nhất, mình dùng nhiều nhất thì nằm ở con này và giá đang tốt nhất trong các loại máy, nên là đây là dòng mình bán chạy nhất trong các loại máy mài pin của Makita. Đó. DGA404 anh em nhé, sử dụng lưỡi 100. Đó. Tiếp theo là máy khoan bê tông chạy pin. Thì em này cũng là em bán chạy nhất của Makita. Hiện tại thì còn đang hết hàng cơ. Đây là con còn lại duy nhất. Nên là mình quay video luôn. Đây. Để quay sang anh em xem cái mã nhá. Đây, dòng này thì có mã là DHR182. Đấy. Con này thì ưu điểm của nó sẽ là như này nha. Đây để mình giới thiệu cho anh em. Thứ nhất, nó là dòng rất là khỏe nên nó sẽ có 3 chế độ: đục này, khoan đục và khoan thường. Đấy, thì anh em để ý những cái dòng mà máy khỏe nó sẽ có 3 chế độ, còn máy nó hơi yếu một chút thì nó sẽ chỉ làm 2 chế độ thôi. Đấy, máy này cũng không chổi than và nó có công nghệ chống rung. Cái chống rung này thì nó sẽ giúp anh em khoan nó sẽ đỡ mỏi tay hơn là một này. Thứ hai là khi mà mình khoan ấy ở trên cao ấy thì cái chống rung này nó sẽ giúp anh em là mình khoan nó chính xác hơn. Đấy, bởi vì thường mình làm trên đấy là mình chỉ có cầm có một tay này mình khoan thôi mà. Đấy, nếu mà mình cầm hai tay thì nó hơi bị bất tiện. Và cái chống rung này nữa thì nó sẽ có một cái cũng hay hay nữa là giúp máy nó bền hơn. Đấy, những cái dòng máy khoan đục bê tông ấy nó có chống rung thì máy nó sẽ bền hơn anh em ạ. Và cái máy mà có chống rung ấy thì ký hiệu của nó sẽ là AVT này. Đấy, có chữ AVT và nó sẽ bảo hành cho anh em là 1 năm thay vì 6 tháng.
Đấy, tất cả những dòng máy mà có chữ AVT nhé thì sẽ bảo hành 1 năm. Nhưng máy AVT chỉ có ở khoan bê tông và đục bê tông. Còn những cái máy khác, ví dụ như máy bắn vít các thứ này này thì không bao giờ là có AVT, bởi vì nó không có cái gì để rung mà cần chống rung cả. Đấy, nên mình cũng giải đáp luôn này. Nhiều anh em cứ thắc mắc bảo là sao bắn vít các thứ không không có chống rung, không được bảo hành 1 năm. Đấy, thì mình giải đáp luôn nhé, là chỉ khoan bê tông mới có chống rung. Đấy, con này thì anh em khoan rất là thoải mái, cầm được một tay. Đấy, đây là mình chưa gắn tay cầm phụ, nếu anh em thích thì có thể gắn tay cầm phụ, đây đang để trong thùng đây. Đấy, và đây là một cái thùng thì anh em là đi công trình mà muốn đựng máy móc các thứ ok mà bảo quản được nhiều đồ ấy thì anh em có thể mua thêm cái thùng này nữa. Đấy, để đựng các loại máy móc rồi mũi khoan, mũi vít, đá cắt, đồ đạc các thứ của anh em cho hết vào trong này, nó khá là gọn. Đấy. Rồi, mình cảm ơn anh em đã đón xem video nhé. Thì nếu mà anh em có nhu cầu sử dụng thì anh em liên hệ đến mình đi. Số di động của mình là 0847 886 000. Tất cả cái máy móc các thứ này mình bán thì đều là chính hãng và có bảo hành hết nhé. Đấy. Đây, mình vẫn kết cái con vít này vì nó ngon quá. Nó nhẹ phèo. Nó nhẹ luôn. Thôi, cảm ơn anh em đã đón xem video nhé.